Đến máy Ecomart xin chào anh chị. Ngày hôm nay thì đến máy Ecomart xin được giới thiệu đến anh chị một mã nối chân không dầu đến từ thương hiệu Lock & Lock với model là EZF446. Bây giờ thì em sẽ trực tiếp mở sản phẩm ra để xem sản phẩm bên trong sẽ như thế nào nhé. Với model này của Lock & Lock thì sẽ có hai lớp vỏ hộp nhé. Kèm thì sẽ có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành đi kèm. Phần trên thì sẽ có một lớp xốp để chống tóc trong quá trình vận chuyển nhé. Nồi thì được bao phủ bên ra ngoài là một lớp ni lông. Thiết kế của model này thì là sẽ có thiết kế vỏ bên ngoài là bằng nhựa nhé. Nhựa này là nhựa cao cấp, chịu nhiệt rất là tốt ạ. Nồi thì có dây nguồn là sẽ đi liền với cả thân nồi luôn. Phía sau thì phần có là phần thoát hơi nhé. Bảng điều khiển thì sẽ là núm cơ, hai núm, một núm điều chỉnh nhiệt độ và một núm điều chỉnh thời gian. Có đèn báo ở phía trên đỉnh. Trong thì sẽ có vỉ chiên đi kèm với cả khay chiên luôn. Vỉ chiên thì được phủ một lớp chống dính cao cấp nhé. Đi kèm thì sẽ có vòng đệm. Còn vỉ chiên thì được thiết kế bằng hợp kim nhôm nhé. Phía bên trên thì sẽ có thanh nhiệt. Với model này của Lock & Lock thì có dung tích là 3,5 lít, phù hợp với nhà anh chị nào có người dao động khoảng 3 đến 4 người. Màu đen thì rất là dễ dàng vệ sinh. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần thông tin gì thêm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline bên trên. Ecomart trân trọng cảm ơn.